Đây này em ơi, Khải đi mua hai cuốn Võ Lâm Phật Tịnh nữa là đủ hai bộ rồi. Ép Sơn Hà 2 đây. Nói chung là ép Sơn Hà 2 khá là mạnh nha. Nhiều anh em cứ bảo là ép chi, nhưng mà anh em mạnh lắm, anh em đừng có suy nghĩ là ép chi. Nó mạnh, một rất là mạnh luôn ấy. Giúp giùm em ơi. Đây, đang đứng đây rồi. Đây. Ủa, phí đấu chi như ép Sơn Hà rồi mà. Rẻ thì cứ đấu thôi. Ừ. Rồi, ok, hai bộ. Ép Sơn Hà tính ra tốn 10 kim anh em. Ừ. Anh em nhảy phòng cái này em ơi. Ai có hợp đồng nhảy phòng hạt 20 giờ dùng Khải này em ơi. Ai hợp đồng xanh bot vừa rồi các kiểu nhảy hạt phòng hạt 20 giờ đi em ơi. Đây. Anh đặng tí anh xuống sau Khải ơi. Ok em kéo cho. Tất cả anh em nhảy xuống phòng hạt 20 giờ em ơi. Hai bộ nè. Tất cả anh em hợp đồng nhảy phòng hạt 20 giờ em ơi. Đá Sơn Hà này. Rồi ok. Ép cho anh em xem. Có đá xuống này. Bỏ hết vô một lần luôn không ta. Hồn kim tôn giả. Ghép hồn kim tôn giả. Ép Sơn Hà bị kiếp 2. Thí Uyên. Ok man. Công thức là 100 giá xuống này đều lấy. Cái này là nói chung là tính là chi phí nó ép cả mua hai bộ và lắm một tịch nữa thì nó tốn khoảng 10 đến 11 kim, chung là tương đương khoảng 11 kim. Hạ một ca dạng nó khoảng 11, tầm này khoảng 10 kim thôi, khá là rẻ. Hồi trước đến hai mấy kim lận nè. Đây cái đây, 100 mảnh Sơn Hà này. Đó. Một bộ bí kíp cho anh em vô này. Lại này. Ép Sơn Hà bí kíp 2. Tí yên. 10 kim là cho tương đương khoảng 700k nè. Ép cái này thì cũng giống như một lần ép cái vũ khí phát sáng nè, cũng như vũ khí phát sáng. Đầu tiên là 100 giá Sơn Hà này. 100% nha anh em, phải có cục đá Sơn Hà này 100% nha. Còn em không bỏ vào là toàn đấy. 2 và 5 bằng tịch, 2 tại tiền kinh. Một bộ bí kíp môn phái. Đó. Rồi, một cục đá Sơn Hà. Đó, ok chưa? Là cuốn bí kíp Sơn Hà 2 nha mọi người. Thì anh tính làm sao 10 kim được, cũng phải rơi tầm 15 kim. Rồi, đó, là xong. Nói tổng chồng là tầm giá đó, gần 1 triệu ấy. Tại vì 100 quyển xuất đây nè, nước. Đó, rồi, được Khải lên đảo, Khải ép điểm qua bên nó rồi đó. Giờ phải lên đảo nè. Cái Sơn Hà đó phải tăng điểm á. Tăng điểm như một skin bình thường á. Nên là mình phải lên đảo. Rồi, để tới Khải lấy thị tinh. Lấy thị tinh đó. Lóc ạc lon nhanh chứ, lóc ạc lon lấy thị tinh nhanh. Đúng rồi, lên luôn anh em, lên luôn. Hôm nay băng áo lên ngôi đúng rồi. Anh hai bộ và lông tịch tại kinh nè. Cố gắng anh em mình cố gắng đua top giống mấy đường kia nó nghỉ hết rồi. Cố gắng lên. Còn có cơ hội lên top 2, top 2, top 3. Còn số mà còn 10 ngày nữa, cơ hội. Anh em ăn chưa lộp thì lộp đi. Yes, sir, ok. Cuốn này bán cái tiếp băng tinh chứ. Này nó cái nha. Quân ơi, tút tiếp bằng tinh của anh đâu? Đây nghe tức lấy đỡ cái này này. Lên đảo mới ép được nha mọi người. Lấy nó từ chưa mà. Nuốt được một cái bí kíp Sơn Hà nè. Đây được Khải lên đảo, Khải tăng nhanh em xem. Đó này anh em, này cũng Sơn Hà nè. Đó hiện tại nó đang là một cấp cộng cho 4 kỹ năng là thành khách cả một sinh lực 50-50 và xem nhẹ đối pha banh phòng đối phương 1%. Khải sẽ lên đảo nè. Anh em dành trắng lên đảo anh em. Anh em về ăn trống đi anh em ơi. Anh em về ăn trống rồi. Tổng kim 21 giờ, 22 giờ bước đại xong nhận lương. Dạ. Đó, mấy cái thiết là hán thì anh em thiếu cái đó cũng kinh nghiệm khá là nhiều ấy. Đấu rồi ăn lên 120. Đây anh em ơi, ép Sơn Hà rồi. Giờ lên đảo từ tỷ thôi. Tại kỹ năng tìm năng. Cô tí đâu, cô tí ơi. Tới đường bộ kìa. Cun ghẻ hay ai mua kim nữa không? 503 này anh em ơi. Ai mua em Khải cái cục này. Anh em ép này. Em mua cho anh. Ok tới rồi. Để anh thấy anh xuống đảo chưa? Anh có mấy viên? Một viên thôi anh em ơi. Cun ghẻ đâu? Tiếp bằng tiền anh đâu? Một này.
Anh có hai kim này ấy à? Anh thức mua cái gì để em video rồi em lóc hàng vô mua. Hai anh đưa xu cho sau nha. Thức anh phát đâu, ở đâu? Anh đăng được môn em. Rồi anh em xem này. Cái skin mẫu quýt anh em bị xem skin mẫu quýt này, nó lên điểm quá trời luôn này nè. Skin mẫu quýt này. Đó thì mày thấy lực tay không? Gơ gớm không? Máy skin mẫu quýt rồi. Sơn Hà mình được có mấy điểm thôi. Cái đó thôi phải không? Một mình cái đó thôi phải không? 12 điểm. Đó. Đây là Sơn Hà nha mọi người, hiện tại chưa mắt. Mắt thì nó sẽ được 20 điểm, hiện tại Khang đang thiếu 12 điểm nha anh em. Khang đang thiếu 12 điểm nữa đợi mắt. Nếu mà mát thì nó sẽ được lên kháng tất cả 10%, sinh lực 300, nội lực 300 và xem nhẹ kháng phòng 7% nha anh em. Nếu mà mát anh em, nếu mà mát nha, hiện tại Khải có 8 điểm thôi anh em. Nếu mà mát đó thì 20 điểm, nếu mà lên được 20 điểm thì nó sẽ được là kháng tất cả 10%, sinh lực 300, nội lực 300 và xem nhẹ bên phòng của đối phương 7% nha mọi người. Đó, nên là vừa rồi Khải ép là cái bí kíp Sơn Hà 2 là cái này này anh em. Nhiều server không có đâu, chỉ độc quyền server này có thôi anh em. Rồi. Anh em xem video thì đừng quên ủng hộ cái sự đầu tư này, Khải một like chia sẻ anh em ơi. Đầu tư hết mười mấy gần 1 triệu Việt Nam đồng anh em. Đừng quên ủng hộ Khải một like chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi những cái mới mẻ của cái Ảc Thế Yên này nha mọi người. Ít hôm nữa sẽ ép Sơn Hà 1 anh em. Sơn Hà 1 thì nó có khá là cái thú vị là Sơn Hà 1 thì nó sẽ tăng cho tốc độ nội công. Nó sẽ tăng cho tốc độ nội công 30%. Đó. Nó sẽ tăng lên tốc độ 30%. Đấy, tốt mẹ nó. Từ anh em ơi. Đó là hướng đó là tăng đa kiểu đó. Đang định bỏ tầng 2. Ai Thí Yên bỏ tầng 1. Đó. Đó là cho anh em thấy là đúng không? Đó, hiện tại như Khải là đang thiếu. Đó. Còn bây giờ thì Khải sẽ tăng lại cho anh em xem, Khải sẽ bỏ bớt cái đam tầng 2 đi. Khải sẽ bỏ bớt cái đam tầng 2 đi. Khải sẽ đẩy về cái Sơn Hà này mát nha nè. Mát nha nè. Đó, như là còn cái Sơn Hà 1 á, giới thiệu sơ qua cho anh em luôn. Cái Sơn Hà 1 thì nó sẽ có hiệu ứng đó là tăng tốc độ nội công 30%. Và nói chung là tăng sát thương, rồi tăng sát thương lý nội công các kiểu luôn. Nếu mà Sơn Hà 1 anh em, hiện tại Sơn Hà 1 đang ra nhưng mà chưa ai ép được. Nên là còn khá là hiếm. Khá là hiếm. Được, Khải tăng lại cho anh em xem nè. Như đó lúc nãy là Khải sợ chỉ cho anh em cách đó. Còn hiện tại bây giờ á, là cái Sơn Hà này á, tăng lên là mát thì nó khá là trâu nha anh em. Khá là trâu vừa đam to như đây. Tăng mát này đó. Khá tất cả 8 anh em thấy chưa. Hiện tại bây giờ Khải đã tăng được 21. Kháng cả 8 và bỏ ra. Tính ra nó bỏ qua kháng phòng chỉ có 4% thôi anh em. Như nãy Khải nói 7 là như là lên cấp thêm tiếp theo nữa anh em. Hiện tại là lên 121 thì Khải sẽ được tăng tiếp theo. Đó, nó sẽ tăng lên được 30 điểm lận. 30 điểm thì lúc đó mới được 7% anh em. 30 điểm mới được 7%. Tầm này thì chưa. Tầm này mới 25 là được 4 thôi. Rồi được, Khải tăng mấy cái này lên. Như này Khải tưởng là 20 mà thiệt là 30 nè. 30 thì mới được kháng cả 10, sinh lực 300, nội lực 300 và xem nhẹ banh phòng sẽ 7%. Đó là lên 30 nha. Hôm này thì mới được 25 thôi. Tại vì hiện tại cấp 120 này thì nó sẽ được một cấp. Và lên 121 thì nó sẽ được một cấp nữa nè. Nó sẽ theo cái đẳng cấp của mình đó. Rồi chắc Khải bỏ bớt 6x đúng rồi nè. Khải bớt 6x. Bỏ bớt 6x là chuẩn rồi. Còn cái skin này không bỏ được nè. Tiết ảnh này ở ngoài là tăng buff full với 4 skin thì nó đặt móc 80, 81 nè. Đặt móc 81 nên là cái tiết ảnh này không bỏ được. Tiết ảnh này không bỏ được. Bỏ skin banh sát này. Bỏ skin banh này. Đó, Khải sẽ bỏ skin banh này. Đó, cái này là tầng 2 nè. Cái này tầng 2 không bỏ được nha. Đó, còn cái này là tầng 1 này. Đó. Cái này tầng 1 không bỏ được nha, tầng 1 lên đam rất là cao. Đó. Khải sẽ bỏ kêu banh sắt. Đó, chuẩn chưa? Đó, tầng như này là quá chuẩn luôn đúng chưa? Đó. Rồi, tại vì skin banh sắt này thì banh sắt nội công 20 điểm thì tăng càng ngày càng lên thì nó không bao nhiêu lực tay cả nè. Đó. Khải sẽ tăng cái này sau đúng chưa? Chuẩn chưa nè? Đó. Đó, nói chung là có Sơn Hà thì mình sẽ có cái tăng khác nè, ưu tiên mắt Sơn Hà trước. Và hiện tại bây giờ thì cứ theo cấp thì mình sẽ đúp cái Sơn Hà lên 30 là xong. Hiện tại Sơn Hà thì mới có 21 thôi. Do nó có kỹ năng nữa nè. Chứ còn lên 30 là mát thôi. Lên 30 là mát. Thì tính ra thì chỉ còn khoảng 5 điểm thôi. 5 cấp nữa 125 là mát Sơn Hà 2. Và sắp đến sẽ có Sơn Hà 1 nha mọi người. Rồi, ok. Sắp đến thì có Sơn Hà 1 nha nè.
Anh em xem video thì đừng quên ủng hộ một like, chia sẻ nữa mà. Khi nào mà up được lên sân hàng 1 nữa, Khả sẽ thông báo anh em xem nha. Tầm này thì như thế này là quá đẹp rồi nè. 30 cấp thì mới nó mới lên điểm, lượt điểm nữa. Rồi, anh em đừng quên cho một like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh và nhấn vào chuông theo dõi nha mọi người. Đấy, bán kim đó, đánh tông kim.